Tập 2. Đi theo ta, tiểu huynh đệ, khoan đã. Nếu ngươi đã thông minh như vậy thì chắc chắn phải hiểu rõ điều gì là có lợi cho ngươi nhất. Bây giờ trưởng môn phái Linh Sơn đã bị giết, ta có thể giúp ngươi xử án, giúp ngươi vượt qua bài kiểm tra của Diện Bách Xuyên, khiến cha mẹ ngươi không còn gì để nói. Sao ngươi biết? Sao ta biết? Ngươi chưa được nhận chính thức vào Diện Bách Xuyên đúng không? Nếu Diện Bách Xuyên nhận ngươi rồi thì ngươi nên có lệnh bài hình thám của riêng mình chứ, đúng không? Chứ sao lại đi trộm của người khác được chứ? Lần sau chú ý che đi nhé. Lần trước ta gặp ngươi, giày và vớ của ngươi đều sạch sẽ gọn gàng, nhưng bây giờ lại dính đầy bụi bặm. Một người đến trà nước cũng không muốn dùng đồ tạm bợ như đại thiếu gia. Bây giờ đã mấy ngày rồi cũng không thay vớ, chắc hẳn cũng đang kẹt tiền lắm rồi nhỉ. Bây giờ ngươi lại cầm cố một ít ngọc bội của mình, có thể thấy cha mẹ ngươi không ủng hộ ngươi làm hình thám, nên là ngươi đã lẻn ra ngoài. Diện Bách Xuyên kia trước giờ luôn tôn kính nhưng lại xa cách với triều đường, Phật Bỉ Bạch Thạch cũng sẽ không dễ dàng thu nhận ngươi, nên ngươi đã nghĩ ra một cách cược một ván với Diện Bách Xuyên. Phật Bỉ Bạch Thạch phá vài vụ án rồi vào Diện Bách Xuyên, trưởng môn phái Linh Sơn thăng tiên. Một cách kỳ lạ cũng chính là vụ án đầu tiên của ngươi, nên ngươi mới đến đây đúng không nào? Sao ngươi biết trưởng môn phái Linh Sơn bị giết? Ngươi cũng tham gia sao? Ngươi quên rồi à? Lúc trưởng môn phái Linh Sơn chết, ta còn đang ở trong tay của đám Phong Hỏa Đường đấy. Chỉ có điều trưởng môn của phái Linh Sơn này trước kia từng mua một ít thuốc bổ ở chỗ ta, cũng chính là loại thuốc bồi bổ cơ thể ấy, cứ nợ tiền ta mãi không chịu trả. Người nghĩ mà xem, một người đến 5 lượng bạc mà cũng khất nợ mãi, thì sao nỡ lòng từ bỏ gia tài cả bạc triệu mà thăng tiên chứ? Ta thấy ngươi bây giờ cũng rất túng quẫn. Hay là thế này đi, ta giúp ngươi phá án, ngươi thả ta đi, thế nào? Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Đúng vậy, Diện Bách Xuyên này quả thật vẫn chưa nhận ta, chi bằng lấy tên thần y giả là ngươi đây để làm đầu danh trạng đi. Hai huyệt ta vừa phong bế, người bình thường không giải được đâu, ngươi đừng hòng chạy. Còn về chuyện Dương trưởng môn có bị giết hay không, ta sẽ tự điều tra. Vẫn chưa đến lượt ngươi, tên thần y giả mồm giả mép như ngươi giúp ta. Cung Linh Hư. Đi, đi đi, mau đi đi. Đi. Đến việc cải tử hồi sinh mà ngươi còn không tin, mà lại đi tin người sống hóa kim thân, hoàng hồn thành Linh Đồng à? Ngươi mà còn lải nhải nữa, coi chừng ta điểm huyệt mạo câm của ngươi đấy. Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng bắt được thần y giả mạo này rồi. Tiểu nha đầu, ta chưa từng nói mình là thần y thì lấy đâu ra thần y giả chứ? Đừng để ý đến hắn. Ly Nhi, Dưỡng Phúc đâu? À, vừa kiểm tra thông báo nộp thuế và mấy thứ khác. Còn 5 người nữa đủ điều kiện. Đi, chúng ta mau đi xem đi. Điện Trường Sinh. Bà con, các vị cháu hữu, ngày 7 tháng này tiên sư đã thoát xác thăng tiên, để lại lời dặn Linh Đồng sẽ kế thừa phái Linh Sơn. Vì vậy, hôm nay ta sẽ tổ chức đại hội nhận diện Linh Đồng Linh Sơn. Để công bằng, bọn ta đã mời Mã trưởng lão của phái Ân Sơn và Dương trưởng môn của phái Hạc Quy đến làm chứng. Linh Đồng được chọn ra sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của phái Linh Sơn, bao gồm 3 phân đàn, 400 mẫu đất cùng với 12 cửa hiệu. Nếu Dược Phúc mà được chia nhiều tiền như vậy thì có thể đổi tên thành Dưỡng Tài rồi, cho sư phụ không để lại bất cứ biện pháp nhận diện nào. Nên tiếp theo, mời các vị Linh Đồng tiến lên trước, gõ khánh ngọc trước kim thân của sư phụ, dập đầu xin chỉ trỏ. Nếu như linh đồng được nhận định mới có được lợi ích, thì những linh đồng khác sẽ thế nào? Nguy hiểm. Mau dừng lại. Mau dập lửa đi. Mau lên, mau lên. Bên này. Mang một thùng tới. Mau, mau. Bên này. Bên này. Mau dập lửa đi. Bọn ta không phải linh đồng. Bọn ta đã làm giả ngày sinh. Không tham gia nữa. Cách làm của Thanh Sơn huynh đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng vị tiểu huynh đệ đây là người duy nhất không bị bén lửa. Chẳng lẽ cậu ấy là người duy nhất do Dương Hạo trưởng hiển linh lựa chọn? Đây chẳng phải hiển linh gì hết. Đây là một vụ phóng hỏa cho con người gây ra. Ngươi đừng nói dối chẩn. Đây là đá lửa ta mới phát hiện trong Khánh Ngọc. Bên trong có dây dẫn nối liền với bông dưới đệm cói nên mới bốc cháy. Đây là cơ quan có người cố ý dàn dựng trước. Mấy người có biết ai biết chuyện này không? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây đều là những món đồ cũ không đáng giá, bình thường vứt bừa trong kho, không có ai trông coi. Các người có từng thấy ai khả nghi không? Không có. Đây là bột lân. Bột lân chỉ cần một chút đã bốc cháy rồi. Vậy hay là điều tra xem ai đã tiếp xúc với những đứa trẻ này trước. Nếu ngươi đã nói đây là phóng hỏa, mà chỉ có mỗi người hầu nhà ngươi là bình an vô sự, thế thì bây giờ xem ra hiểm nghi của ngươi mới là lớn nhất. Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không, Ly Nhi? Tại hạ là công tử Đa Sầu, phường Đa Bệnh, là hình thám của Diện Bách Xuyên. Bọn ta vừa mới đến đây, cũng chưa từng biết đến quý phái, làm sao có thời gian và cơ hội ra tay được. Nếu đã không thể tự chứng minh trong sạch trong một chốc lát, hay là cho Diện Bách Xuyên bọn ta một cơ hội, bọn ta nhất định sẽ điều tra chuyện này cho rõ ngọn ngành. Vị phương thiếu hiệp này là người của Diện Bách Xuyên, đương nhiên bọn ta có thể tin tưởng. Nhưng dưỡng phúc này có thông đồng với người ngoài hay không thì rất khó nói. Cậu ta ở lại, đợi đến khi đại hội nhận diện linh đồng kết thúc, điều tra rõ chân tướng rồi trả lại cậu ta cho cậu. Đợi đã, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ. Mấy người vẫn muốn tiếp tục sao? Lỡ như kẻ đứng sau này vẫn tiếp tục ra tay với bọn trẻ, thì ai chịu trách nhiệm đây? Công tử không biết đó thôi. Đại hội nhận diện Linh Đồng Linh Sơn hôm nay là do trưởng môn quyết định lúc còn sống. Phải Linh Sơn ta, không thể một ngày không có chủ được. Không được. Các vị đừng vội. Ta có một ý này, không biết có nên nói hay không. Ta nghe mấy người nói qua nói lại, cũng chỉ vì là Dương trưởng môn này không để lại cách kiểm nghiệm linh đồng nên mới có kẻ đứng ra gây loạn. Vậy chi bằng để tại hạ đi nói chuyện với Thanh Sơn trưởng môn, làm rõ suy nghĩ của ông ấy là được mà. Người nói năng bừa bãi gì đó. Sư phụ ta đã thăng tiên, người nói chuyện với người chết kiểu gì? Tam sư đệ, các hạ là ai? Tại hạ Lý Liên Hoa. Ta bất tài, chỉ có cái danh thần y. Hóa ra cậu chính là thần y Lý Liên Hoa, từng khiến Nhất Tiêu đại hiệp cải tử hồi sinh à? Chính là tại hạ. Nghe danh đã lâu, không ngờ lại gặp được một thánh thủ như ngài ở nơi này. Người lại muốn giở trò gì nữa? Người xem, chuyện này cũng không hề đơn giản. Để ta điều tra ra hung thủ rồi tha cho ta. Không được. Ngươi còn là hình thám của Diện Bách Xuyên cơ đấy. Sao ngươi chẳng có chút lương tri nào thế hả? Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn những thiếu niên đơn thuần này xem, đã bị thiêu ra nông nỗi nào rồi. Ngươi nhẫn tâm nhìn chúng phải chịu khổ sở sao? Hơn nữa, ngươi bắt được một hung thủ vẫn tốt hơn là bắt được một thần y giả nhiều chứ. Giờ đây Thanh Sơn trưởng môn này đã vô phương cứu chữa rồi. Tại hạ biết một chút về thuật hoàng hồn, nếu các vị tin ta, không biết có thể để ta thử xem sao không? Sao bọn ta biết được ngươi có khả năng giả thần giả quỷ, giả mạo ý chỉ của sư phụ hay không? Không được vô lễ với thần y. Bọn ta tin ngài, cứ làm theo những gì Lý thần y nói đi. Còn nữa, xin hãy đưa kim thân của trưởng môn về phòng của ông ấy lúc còn sống. Cho ta một vài vật tùy thân của ông ấy để thi triển thuật hoàng hồn. Hai vị, đây chính là nơi ở của trưởng môn khi còn sống. Thành Lan Cư. Thiết Tiêu đại hiệp và thiếu chủ Thiết Giáp môn, chết đi sống lại gì đó của ngươi, lại là trò gì của ngươi nữa? Thiết Tiêu đại hiệp này gặp phải kẻ thù, sau đó bất đắc dĩ phải nhảy xuống vực, bị người ta lầm tưởng rằng ngày ấy đã chết nên đã đem chôn. Người nói xem có trùng hợp không? Lúc ta đi qua nghe thấy tiếng động, thế nên đã đào hắn lên. Còn về tên Thi Văn Tuyệt, người này một lòng muốn thi đậu công danh nhưng lại không có được người nhà ủng hộ. Người này thì còn chút thú vị hơn nữa. Hắn giả vờ tự sát nhưng mà đã bị ta nhìn ra là hắn đang diễn, nhưng ta cũng không vạch trần hắn. Hai người này đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Chuyện chính là như vậy đó. Một đồn 10, 10 đồn trăm, cứ thế rồi lan truyền khắp nơi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, danh tiếng của ngươi đều chỉ là rêu rao lừa bịp mà có được nhỉ. Chỉ là ta có mắt quan sát tốt hơn ngươi thôi. Lăn lộn giang hồ một mình cũng phải có tí sở trường. Sở trường? Cái này mà là sở trường gì chứ? Gọi là ăn may còn nghe được. Ngươi cũng đừng có không phục. May mắn cũng là một phần của thực lực đấy. Câu này không sai đâu. Ta nói trước, nếu ta giúp ngươi lần này thì chúng ta coi như hết nợ. Vậy phải xem ngươi có thể lấy công chuộc tội hay không. Chẳng phải ngươi giỏi quan sát sao? Chúng ta đánh cược đi, xem thử ai điều tra nguyên nhân cái chết của ông ta trước. Ta không chỉ biết nguyên nhân ông ta chết, mà còn biết hung thủ là một trong ba đồ đệ và quản gia của ông ta. Người dựa vào đâu? Người nhìn đi, tư thế tay của ông ta, nhìn quen không? Quy Tức Công. Không cần kiểm tra đâu. Quy Tức Công chịu được nhiều nhất là 3 ngày. 3 ngày sau phải châm 3 cây kim vào huyệt bách hội, vào huyệt đảng trung thì mới có tác dụng. Bây giờ đã qua hơn 10 ngày rồi, chết từ lâu rồi. Dương Thanh Sơn dùng Quy Tức Công để giả chết, chắc chắn phải nhờ người thân cận đánh thức ông ta. Nhưng người đó lại không châm cứu cho ông ta, vậy nên ông ta đã ngộp thở mà chết. Thảo nào ngươi lại nói hung thủ là một trong 4 người đó. Kiểu bí thuật không thể cho người khác biết này buộc phải tìm người thân cận nhất giúp đỡ. Mà trong phái Linh Sơn chỉ có 4 người này là thân cận nhất với Dương Thanh Sơn. Ngươi vừa nhìn đã nhận ra, chẳng qua là vì ngươi dùng cách tương tự mà thôi. Ta còn chưa nói xong. Người không phát hiện ra sơn vàng ở chỗ miệng giày khác thường sao? Đây là trước lúc chết đã bị thương, vậy nên hung thủ phải dùng sơn vàng thật dày để che miệng vết máu. Người cạo lớp sơn vàng sau lưng ông ta ra. Ngươi, giúp người một lần đấy. Lẽ nào là ngũ độc trưởng? Người biết à, ngũ độc trưởng này là tuyệt kỹ nổi danh của môn lôi thủ Tân Lôi của Kim Uyên Minh. 10 năm trước, Kim Uyên Minh bị tiêu diệt, phần lớn người trong giáo đều bị Diện Bách Xuyên bắt nhưng vẫn để lọt lưới dài tên. Tên Tân Lôi này chính là một trong số đó. Không ngờ bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn ẩn náu ở đây. Đi thôi, đến chỗ trưởng môn thăng tiên xem thử. Có lẽ sẽ tìm được manh mối khác. Vì phá án, vì phá án. Thiên Cơ Đường giỏi về thiết kế, chắc người cũng biết không ít. Lần này ta kiểm tra ngươi nhé. Trò biến hóa ra người sống này, lừa người thế nào? Đằng Dân Cát. Chỗ này có ngăn bí mật. Quả nhiên, hôm đó bồn lồi thủ đã giấu sẵn một tường vàng dưới phiến đá. Đợi sau khi Dương Thanh Sơn ngồi thiền giả chết trước mặt mọi người, thì nhân lúc hỗn loạn đưa Dương Thanh Sơn vào phòng trong, dùng tượng vàng thế chỗ. Nhưng ngươi đừng quên, trước mặt bao nhiêu người như vậy, dù hắn có nhanh tay đến mức nào thì cũng không qua được hàng trăm con mắt. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy trưởng môn hóa thành tượng vàng đấy. Gương đồng, bột vàng. Ta biết rồi. Cũng được đấy, cũng chưa đến mức phụ cái danh hình thám Diện Bách Xuyên. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Dương Thanh Sơn lại phải diễn dở kịch giả dờ thành thần tiên này. Này, xem đi. Tam Tự Kinh. Đây là quyển Tam Tự Kinh thôi mà, có gì kỳ lạ đâu. Lúc đọc Tam Tự Kinh, người mấy tuổi? Bổn thiếu gia thông minh hơn người, 3 tuổi đã thuộc lòng Tam Tự Kinh. Người ngốc hơn ta thì cũng chỉ tầm 5-6 tuổi. Đúng rồi, Dương Thanh Sơn đã hơn 50 tuổi rồi, sao còn có quyển Tam Tự Kinh chứ? Trừ phi ông ta có một đứa con. Linh Đồng ông ta muốn tìm không phải là 16 tuổi mà là 6 tuổi. Vậy là giải thích được rồi. Phái Linh Sơn không được cưới vợ sinh con. Nếu ông ta không muốn truyền lại sản nghiệp của môn phái cho đồ đệ, mà muốn truyền lại cho đứa con riêng 6 tuổi, thì chỉ có thể dùng cách này. Cách này không khéo còn là buông lôi thủ bày ra cho trưởng môn. Giờ hay nhân cơ hội này, dùng kế để đưa đứa trẻ liên quan đến hắn lên làm trưởng môn. Ngươi đi đâu vậy? Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi nói chuyện với trưởng môn. Ngươi còn mong chờ người chết đó cho người đáp án sao? Vợ quyển sách ta đưa ngươi đến trang có đánh dấu chữ ký của trẻ con. Nó đã là con riêng thì không thể theo họ cha, vậy thì chỉ có thể theo họ mẹ thôi. Rồi sao? Vậy nên ta có một kế hoạch. Không biết thiếu chủ Thiên Cơ Đường là một cơ quan phá dỡ sơn vàng, làm cho người chết sống lại mất bao lâu. Lại đây. Người quả nhiên là con cáo già. Kim nhường rồi, vậy nên cần con cáo nhỏ là ngươi giúp một tay. Cũng tất tuần cho Dương trưởng môn đã qua. Hồn phách rời khỏi cơ thể quá lâu, tại hạ đã cố gắng hết sức rồi. Đêm nay thời khắc hồn về, lúc tại hạ làm phép, phiền các vị đệ tử tránh xa sân một chút. Sau khi ta nói chuyện với trưởng môn xong, sẽ truyền đạt lại lời của trưởng môn cho các vị. Thành Lan Cư. thiên địa huyền tông, dạng khí chi căn, hồn phách nhập thể, các quy kỳ dị. Mời. Tuy đại sư đã thoát tục thành tiên, hôm nay Liên Hoa bất đắc chỉ phải gọi hồn đại sư về, chỉ để thỉnh giáo ngài ai mới là linh đồng mà đại sư muốn tìm. Đại sư vẫn luôn có một người luôn không thể yên lòng. Nửa đêm hôm nay sẽ báo mộng cho linh đồng. Nếu ngày mai ai có thể nói ra được họ tên của người này, rồi công khai họ tên của người này với mọi người, thì người đó chính là linh đồng thực sự. Vậy mời đại sư viết đáp án lên trên tờ giấy này. Đại sư, hãy yên tâm đi đi. Đốt mất một nửa, chỉ xem được một nửa. Đây rốt cuộc là họ gì? Đây chẳng phải là chữ Hạ sao? Ta nhìn thấy rất rõ là chữ Hạ. Hạ. Đây là đáp án đêm qua chữ môn cho ta. Làm phiền phát quản gia rồi. Đáp án chính xác chính là Hạ Lan. Hóa ra thực sự là ngươi. Ngươi chính là linh đồng được trời chọn. Ta không phải. Rõ ràng trên giấy của ta không. Rõ ràng ngươi nộp giấy trắng. Có người đã đánh tráo đáp án của ngươi đúng không? Đúng vậy. Chỉ vài bước đi ngắn ngủi, ai có thể tráo đáp án của ngươi đây? Phát quản gia, ông mau đưa tờ giấy trắng trong tay ra đây. Ta không hiểu người đang nói gì. Đây chỉ là suy đoán của hắn ta thôi. Chuyện này có hiểu lầm. Hơn nữa, bây giờ chỉ có cậu ta viết được ra đáp án đúng. Vậy cậu ta chính là linh đồng trời chọn rồi. Ai nói cho ông biết đây là đáp án đúng? Trên tờ giấy tối qua, từ đầu đến cuối chỉ có một chữ Hạ. Không thể nào. Chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi. Người bình thường nhìn thấy một nửa bị đốt cũng chỉ đoán ra là một chữ Hạ, chứ ai lại liên tưởng đến họ kép Hạ Lan hiếm gặp chứ. Chỉ có hung thủ giết chết trưởng môn mới biết. Người mà trưởng môn quan tâm nhất chính là người tình của ông ta, Hạ Lan Yên. Đi. Người nói linh tinh gì vậy? Giấy trách trưởng môn cái gì? Người tin cái gì? Rõ ràng là sư phụ thăng thiên, hóa thành kim thân mà chết, trước mặt tất cả mọi người, ai cũng nhìn thấy cả. Lý Nhi, Đằng Dân Cát. Dương Thanh Sơn cố tình chọn lúc mặt trời lặn để phi thăng, chính là để lợi dụng tường lưu ly, để ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương đồng có rắc bột vàng, rồi tụ lại trên người Dương Thanh Sơn. Nhìn từ xa, ông ta đã biến thành tượng vàng. Vậy nên nhân lúc mọi người đều đang cúi đầu từ biệt, bồn lôi thủ đã có thời gian thay xà đổi cột. Không ngờ thuật che mắt đơn giản như vậy lại lừa được tất cả mọi người. Lẽ nào chuyện thác sát thăng tiên đều là giả sao? Mọi người đều do trưởng môn sắp xếp, ta chỉ làm theo thôi, không thể trách ta được. Phát Nhị Hoàng, ông nhẫn giả ngốc đấy à? Phải rồi, ta phải gọi ông là cha của Dược Phúc nhỉ? Hay là bôn lôi thủ tân lôi của Kim Uyên Minh đây? Bây giờ các người có thể cho người đi kiểm tra. Phía sau tượng vàng này có một dấu tay màu đen, chính là tuyệt kỹ thành danh của bổn lôi thủ. Ta đoán là Dương trưởng môn có tình cảm với nữ tử tên Hạ Lan Yên, sau đó đã có con riêng. Nhưng phái Linh Sơn lại không được cưới vợ sinh con, vậy nên Hạ Lan Yên này uy hiếp đòi rời đi. Nhưng Thanh Sơn trưởng môn lại không nỡ xa con của mình, nên đã bày ra vở kịch này. Nhưng ông đã tình cờ biết được vở kịch này. Trùng hợp là ông phát hiện ra Dương trưởng môn đã biết có dấu tích tàn dư của Kim Uyên Minh ở Gia Châu, vậy nên ông đã có ý định diệt trừ ông ta, thuận thế bày cho ông ta cách này. Như vậy có được không? Nữ nhân đó 5 lần 7 lượt đến làm ầm ĩ, nếu không làm theo ý cô ta, e là sớm muộn gì cả môn phái cũng sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, chưa kể đến tổn hại danh tiếng, lỡ như mấy đệ tử làm căng lên, đòi ngài thoái dị, thì lúc đó sẽ mất hết tất cả thật đấy. Dương trưởng môn vừa không muốn mất tài sản, vừa không muốn mất con trai, vậy nên hai người này đã bày mưu dùng gương lưu ly tạo ra vở kịch xác thịt hóa tượng vàng ngay trước mặt mọi người. Vốn dĩ 3 ngày sau trưởng môn đợi ông giải huyệt đánh thức ông ta, ai ngờ lại phải nhận một chưởng trí mạng. Sau đó ông lại dùng sơn vàng để đổ lên thi thể che đi ngũ độc chưởng của mình. Quả nhiên trên người trưởng môn có dấu tay. Là ông giết sư phụ. Sao người khác nói gì các người cũng tin vậy? Ta nói các người nghe, những điều này đều là suy nghĩ của hắn thôi. Ta còn chưa nói xong. Dương Thủ Khánh, có thể cho ta mượn lời căn dặn của trưởng môn để lại không? Dương trưởng môn vốn chỉ định để lại phái Linh Sơn cho con trai 6 tuổi của ông ta, vậy nên chữ 10 này không khớp với các nét chữ khác. Hơn nữa lời căn dặn này đã bị cắt. Ta đoán chắc là bị cắt mất câu quan trọng nhất: mẫu thân họ Hạ Lan. Ông cố ý tiết lộ thông tin cho biểu ca của Dượng Phúc, lại giả thần giả quỷ trong từ đường gây ra hỏa hoạn. Chẳng qua là sợ ba đồ đệ này phát hiện ra chi tiết gì đó nhỉ? Mười mấy năm qua, ông chưa từng nhớ đến Dượng Phúc, cho đến khi giết người diệt khẩu, thì cuối cùng mới nhớ đến đứa con bị ông dứt bỏ. Ông đúng là một người cha tốt. Chẳng qua, ông muốn cho cậu ta lên ngôi để khống chế phái Linh Sơn trong lòng bàn tay thôi. Cha! Thật sự là cha sao? Kể chuyện hay đấy. Đáng tiếc là ta không có chứng cứ, đúng không? Hôm qua tên Hạ Lan vừa xuất hiện, ông đã lo chuyện này sẽ bị lộ, vì thế đã đến nhà cô ta ngay trong đêm, muốn giết chết mẹ con họ. Bọn ta đã bôi nước bạch hồng lên chăn của họ từ trước. Một khi rửa tay thì nước sẽ chuyển sang màu đen. Đưa tay ra cho mọi người xem đi. Báo thù cho sư phụ. Thật lắm lời, tiễn người đi gặp Diêm Dương. Phương Đa Bệnh. Phiền các người trong chừng ông ta. Ta sẽ tìm một câu đưa thư, tìm người áp giải ông ta về Diện Bách Xuyên. Đợi đã, ông còn gì muốn nói với Dượng Phúc không? Tình phế vật này mà cũng xứng sao? Đồ khốn nạn, đi. Vọng Phật, đừng nản quá. Đợi您长大了，少爷给你置办家宅田地。啊。没事。哎，不用谢啊。什么不用谢？这也算是我帮你破的第一个案子。我知道你很感激我吗？我感激你？嗯。刚刚是谁叫我名字叫那么大声？还不是我救你一命啊！声音小一点嘛。咱们下了山呢，就各走各路了，谁救谁重要吗？你怎么？哦。 哦，对对，队长，我还有个东西丢在掌门那了，我先去取一下。哎，没礼貌，方少侠，Phương Tiểu Hiệp，chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Ồ? Nghe nói mùi vị của 188 nhà lao ở Diện Bách Xuyên không hề dễ chịu đâu. Người đến đây làm gì? Ta đến là để cho người một cơ hội. Nếu người nói cho ta biết một việc thì ta sẽ thả người. Bắt cũng là ngươi, thả cũng là ngươi. Rốt cuộc người muốn làm gì? Không phải là ta muốn bắt ngươi, là tên tiểu tử họ Phương kia muốn bắt ngươi. Người sống hay chết ta vốn không quan tâm. Nói đi, rốt cuộc người muốn gì? Mười năm trước, Tam Dương ở Kim Uyên Minh đã giết chết Thiện Cô Đào của Tứ Cố Môn, còn cướp bất hài cốt của y. Bây giờ hài cốt của y đang ở đâu? Trước đây người làm việc dưới trướng dược ma, người phải biết. Sao người biết? Ta từng làm việc dưới trướng dược ma. Người là ai? Người không cần quan tâm ta là ai, chỉ cần nói cho ta đáp án ta muốn. Dưới tay người có 3 lỗ. Năm đó lúc ta giúp dược ma bắt người luyện độc, dưới tay của người đó cũng có ký hiệu thế này. Đó là dấu vết trúng độc Bích Trà. Độc Bích Trà có 102, không ai giải được. Người trúng độc trong vòng 1 tháng, khớp xương thối rữa, da thịt bong tróc mà chết. Trừ khi người có nội lực rất mạnh, ép độc ra ngoài. Nếu không, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi 1 tháng. Mà bây giờ ngươi vẫn đứng trước mặt ta. Trừ khi ngươi là người đó. 10 năm rồi, ngươi vẫn chưa chết. Ta không có rảnh nói mấy chuyện này với ngươi. Người của Diện Bách Xuyên chắc đang ở trên đường rồi. Lá gan của ngươi nhỏ đi rồi. Ngay cả thừa nhận mình là ai, ngươi cũng không dám. Ta biết rồi. Không phải là ngươi không có võ công, mà là ngươi là Lý Tương Di, mất hết võ công. Ta đoán đúng rồi. Kiếm thần không ai bì nổi trước đây, bây giờ cũng rơi vào tình cảnh này. Năm đó người dì sư huynh ngươi đánh lên Kim Uyên Minh, thế nhưng bây giờ ngươi lại phải khổ sở lượm xác cho hắn. Giang hồ đều nói Lý Tương Di ngươi lạnh lùng vô tình. Ta thấy chưa chắc. Ngươi vẫn rất để tâm đến sư huynh của ngươi mà. Tiếc là ta không giúp được ngươi. Ta không biết hắn đang ở đâu. Tự tìm đường chết. Hôm nay ta sẽ thay minh chủ giết chết ngươi. Lý Liên Hoa. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. May mà ngươi đến đúng lúc. Này thì siết cổ ta. Đều tại ta lợi hại quá. Giờ còn chưa thẩm vấn được gì, đã để hắn chết mất rồi. Đúng vậy. Cảm ơn nhé. Lý Liên Hoa, chẳng phải ngươi đi lấy đồ sao? Sao lại ở đây thế? Đi nhầm đường thôi. Vì sao ngươi lại đến đây? Ba vị sư huynh của phái Linh Sơn để cảm tạ chúng ta, bảo là muốn mời chúng ta ăn cơm. May mà ta đến tìm ngươi. Đó, lại cứu ngươi một mạng nữa rồi. Cảm ơn nhé. Ngươi không đi à? Thôi, ở nhà còn có Hồ Ly Tinh đang chờ ta. Hồ Ly Tinh? Một nhúm muối, ba nhúm muối. Đói rồi phải không, Hồ Ly Tinh? Ngồi im nào, ăn cơm. Hóa ra ngươi chính là Hồ Ly Tinh à? Đáng yêu ghê. Không ngờ huynh không chỉ là một lang băm, còn là một đầu bếp dở. Đây chính là Liên Hoa Lâu. Đây là cái gì thế? Huynh còn trồng rau ở đây à? Nếu ta nhớ không lầm thì chúng ta hết nợ rồi nhỉ? Cho dù đã hết nợ thì có vài việc vẫn phải nói trực tiếp cho rõ chứ. Này, vì sao huynh lại trộm kiếm phổ của Phong Hỏa Đường? Cuốn kiếm phổ đó vốn dĩ là của Thi gia ở Hà Nam, trước đây bị người của Phong Hỏa Đường cướp mất, nên đã bỏ nhiều tiền để diệu thụ không không lấy lại. Vậy sao huynh lại tham gia chứ? Hắn từng giúp ta một việc nhỏ. Năm đó ta cũng bị bệnh tim, hắn đến nhà ta trộm đồ, còn đút cho ta một nắm thuốc. Nợ ơn thế nào cũng phải trả. Không ngờ huynh còn là một người biết trả ơn. Ta có phải đâu. Ta rất muốn quỵt món nợ này, nhưng người này đã nói hành tung của ta cho Phong Hỏa Đường. Ta có cách gì chứ? Mà sao ngươi còn chưa đi? Ở đây tính ăn cơm tối với ta hả? Dù sao hôm nay ta cũng cứu huynh hai mạng. Ta mang theo cả rượu rồi. Huynh phải giữ ta ở lại, mời ta ăn bữa cơm chứ. Vậy ta không khách sáo nữa nha. Ta thử xem nào. Miếng thịt bò ngon thế này, sao huynh lại cho nhiều tiêu, làm hỏng vị của nó thế? Còn nữa, huynh xem rau lê này trông nhạt nhẽo quá. Lần sau lúc nấu cơm có thể cho thêm mấy miếng thịt khô, dùng mùi thơm của thịt khô làm nổi lên sự tươi non của nó. Còn nữa, món gà hầm hạt dẻ này nhìn đã biết tanh, lần sau nấu cơm dùng nước canh để khử mùi tanh. Vậy sao? Tất nhiên. Nếu huynh thích nấu cơm, lần sau ta sẽ dạy huynh. Ta là chuyên gia đấy. Vậy thì không làm phiền ngươi nữa. Đại ca, huynh đừng lạnh lùng như thế được không? Dù sao huynh cũng là bằng hữu đầu tiên ta quen biết từ khi hành tẩu giang hồ. Không giống gì huynh, ta cũng bỏ nhà ra ngoài để đào hôn. Cha ta hy vọng ta lấy công chúa, nhưng ta không hề thích quan trường. So với triều đình, ta vẫn hợp với giang hồ hơn. Vậy chuyện này liên quan gì đến ta? Diện Bách Xuyên yêu cầu ta phải phá 3 vụ án mới chịu nhận ta làm hình thám. Huynh xem hai chúng ta khó khăn lắm mới phá được vụ án nhận diện Linh Đồng Linh Sơn. Ta lại đồng ý không nói ra ngoài. Các người thì hay rồi. Huynh giữ được danh tiếng thần y, phái Linh Sơn lại giữ được thể diện. Còn ta thì sao? Ta còn thiếu 3 vụ án đấy. Ta thấy Huỳnh mù mồ xảo quyệt, tài giỏi nghề cao cường, không bằng hai chúng ta hợp tác cùng hành hiệp trượng nghĩa. Chuyện tiền bạc dễ thương lượng, Huỳnh thấy thế nào? Tiền? Người có tiền không? Ta, người đã nghèo đến mức phải đến chỗ ta ăn chực rồi. Hơn nữa, ta chẳng hứng thú với việc hành hiệp trượng nghĩa chút nào. Giang hồ sóng gió hiểm ác, trong lâu sen thanh tịnh, sở thích lớn nhất của ta chính là du sơn ngoạn thủy, cuộc sống mũi dao liếm máu, không hợp với ta. Huynh nghĩ lại đi mà. Nếu ta không vào được Diện Bách Xuyên thì làm sao ăn nói được với sư phụ ta? Bỏ tay ra cho ta. Sư phụ, Diện Bách Xuyên, Tứ Cố Môn, người một tay tạo dựng, còn nhất định sẽ chống đỡ cho người. Chờ đã, người bảo sư phụ ngươi là ai cơ? Kiếm thần Lý Tương Di. Không sao. Kiếm thần Lý Tương Di. Vậy sao ta không biết Lý Tương Di từng nhận một đồ đệ như ngươi nhỉ? Chuyện này không cần ai biết. Đúng vậy, ta đoán bản thân hắn cũng không biết. Huynh không tin phải không? Vậy ta nói thật với Huynh nhé. Từ nhỏ ta đã ốm yếu nhiều bệnh, mẫu thân thậm chí còn chưa từng đặt tên cho ta, chỉ sợ ta không sống được đến khi trưởng thành. Vào năm ta 10 tuổi, mẫu thân đã nhận lại để thất lạc hồi nhỏ, chính là phó môn chủ Tứ Cố Môn, sư huynh của Lý Tương Di. Thiện Cô Đào. Thiện Cô Đào là cửu cửu của ngươi.